Thanh Hoa chào mừng tất cả quý vị, chúng ta đã cùng đến với chương trình Gieo Vần Đoán Ý. Chương trình của chúng tôi được phát sóng định kỳ vào lúc 19:15 ngày thứ hai hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Và ngày hôm nay, thầy giáo Minh lớp ngữ văn rất là vui khi quay trở lại gặp gỡ tất cả quý vị khán giả xem truyền hình. Và điều đặc biệt là hôm nay Minh Sù đang rất tò mò liệu rằng hai bạn học trò mới của lớp này sẽ thể hiện bản thân mình ra sao qua 3 vòng thi thử thách, và đặc biệt là những kiến thức liên quan tới cái chủ đề rất là dễ thương của chương trình tuần này, để xem kết quả sẽ như thế nào quý vị nhé. Nhưng trước khi đó, hãy cùng làm quen với hai bạn học trò mới của tôi. Xin mời. Bạn ơi. Dạ, con chào thầy. Chào thầy Minh. Chào hai đứa. Dạ. Bây giờ mình làm quen với tất cả mọi người hôm nay. Dạ. Rồi mời bé Bảo trước nè. Lời đầu tiên thì Quốc Bảo xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Gieo Vần Đoán Ý. Và hôm nay thì em rất là vui khi mà xuất hiện với lớp học của thầy Minh. Dạ. Công việc chính của em đó chính là MC. Hy vọng rằng cái khả năng hoạt ngôn cũng như là chữ nghĩa nó cũng nhiều chút xíu trong khoảng thời gian mà mình làm nghề thì nó sẽ giúp em lấy được thật là nhiều điểm trong lớp học của thầy Minh. Đúng. Dạ. Còn bên bạn này có cái gì nè, giới thiệu cho thầy nè. Mình đây Minh Khải, xin chào mọi người. Có gì sai sót mọi người bỏ qua. Lần đầu đến với phim trường Gieo Dần Đón Ý, mong là thật hay. Em còn non dại á, mọi người chỉ dẫn em nha. Là cái nét của anh Khải là lúc nào cũng vậy á thầy. Rồi, lúc nào cũng rồi. Vậy luôn á. Được rồi, thôi mời hai đứa mình cứ lắc vô trong bàn luôn. Dạ rồi. Chuẩn bị đi thi nha. Rồi, vô thôi. Vô. Bạn bớt tăng động lên bạn ơi. Alo. Rồi. Bạn đứng đâu? Rồi bạn ở đây đi. Cảm ơn các bạn. Rồi, lớp học ngày hôm nay chúng ta sẽ có chủ đề là 4 mùa. Wow. Chúng ta sẽ đến với bài kiểm tra đầu tiên trong vòng thi đấu thứ nhất mang tên gọi Ngôn Từ Đa Sắc. Xin mời. Quý vị thân mến, vòng thi đấu đầu tiên mang tên gọi Ngôn Từ Đa Sắc đã quay trở lại. Và hai bạn nhỏ ơi, dạ, luật chơi của vòng này sẽ khó hơn tí xíu, bởi vì là chúng ta sẽ chia làm hai thử thách nhỏ. Thử thách thứ nhất, trước tiên thì thầy Minh Sù xin phép được mở ra cho bọn em tất cả những cái từ khóa liên quan tới 4 mùa. Dạ. Nhưng đề bài một tí xíu nữa thầy nói sao. Rồi, xin mời. Đọc qua, nhớ kỹ, suy nghĩ thật lâu để chúng ta sẽ phải hoàn thành thử thách của Minh Sù. Đó chính là tìm được những cụm từ miêu tả về mùa xuân nha. Trong vòng 2 phút, nếu như cả hai bạn tìm được đúng 5 từ khóa chính xác thì chúng ta sẽ có được 50 điểm. Còn nếu như mà 4 từ thì được 40, tương đương với một từ khóa chính xác là 10 điểm nha. Tụi em sẵn sàng chưa? Dạ rồi. Thời gian 2 phút, tìm từ khóa bắt đầu. Lưu ý nha, tụi em phải tìm cụm từ thường được dùng để miêu tả về mùa xuân nha. Miêu tả về mùa xuân thì chúng ta sẽ có gì đây? Đợt này có vẻ hơi khó, tại vì cái cụm từ này nó hơi dài, nó có tới 4 từ lận. Dạ. Mùa xuân thì có cái gì à? Ve kêu vượn hót không? Chạy lên luôn được, chạy luôn được. Rồi. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Bạn Bảo ơi, lẹ lên bạn Bảo ơi, hết giờ bạn Bảo ơi. Ủa, có vẻ như mình cũng chưa hiểu lắm về mùa xuân đúng không ạ? Nhanh. Chúng ta chỉ còn lại 15 giây. Dạ. Cố gắng lên. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hết giờ. Mời tụi em giơ bảng lên. Bây giờ mời bạn Bảo đọc đáp án của mình trước. Dạ, đáp án của Quốc Bảo đó là lúa xuân mơn mởn. Quá rõ ràng, có chữ xuân xuất hiện. Trăm hoa đua nở. Tiếp ạ. Cánh én trao lượng. Ừ. Trời mây mang mát. Ừ. Và lưng chừng trời. Lưng chừng trời. Dạ. À, còn đáp án của bạn Khải. Dạ, của em là trời mây mang mát, hai sương một nắng. Hai sương một nắng. Lúa xuân mơn mởn. Trời. Trăm hoa đua nở, cành đào khoe sắc thắm. Nghe tới cành đào khoe sắc thắm là cũng biết từ đó đúng luôn. Dạ, đúng rồi. Rồi bây giờ mình vào bài nha. Đáp án chính xác của chương trình sẽ có 5 cụm từ diễn tả những hình ảnh liên quan tới mùa xuân như sau. Thứ nhất, lúa xuân mơn mởn. Dạ có. Trăm hoa đua nở. Dạ có. Dạ có. Cành đào khoe sắc thắm. Dạ có. Dạ không. Dạ không thấy. Không dạ. Thấy. Cánh én trao lượng. Dạ có. Có. Bên đây Khải thì không. Dạ. Đâm chồi nảy lộc. Wow. Ủa, không nãy thấy. Đâm chồi nảy lộc cũng thấy. Ủa đâu?
đâm chồi nảy lọc đây. Quá nhiều chữ chúng ta bị bị rối đó. Rồi bị loạn. Cái từ đó là cái từ dễ nhất luôn rồi. Từ này dễ. Dạ. À, thế nhưng rằng là bây giờ mình phải tổng kết điểm thôi. Bảo em tìm được bao nhiêu từ? À, em tìm được 3 từ. 3 từ được 30 điểm chúng ơi. Yeah. Còn Khải được bao nhiêu? Dạ như trên. Như trên 30 luôn. Rồi 30 điểm khởi động đầu tiên, chúc mừng các em. Rồi bây giờ nè, chúng ta đến với thử thách thứ hai trong vòng thi đấu thứ nhất, mang tên gọi so tài đối đá. Yeah. Luật chơi ở vòng thi đấu so tài đối đáp của chúng ta như sau. Hai bạn sẽ phải lần lượt nghĩ ra những cái câu thơ ngẫu nhiên nào đó nhưng liên quan tới cái chủ đề của chương trình, đó chính là bốn mùa nha. Và phải làm theo thể thơ lục bát, là chúng ta sẽ phải gieo được cái âm tiết thứ 6 của câu 1 nó vần với lại âm tiết số 6 của câu 2. Dạ. Dạ. Rồi, ai là người sẽ chơi trước ạ? À, mình đi bạn ơi. Bạn muốn đi chứ? Đi. Mình nhường bạn luôn á, tại bạn nhỏ hơn mình đó bạn. Ừ, đây. Em được quyền ra thơ đúng không thầy? Đúng. 4 câu hả thầy hay là? 2 câu thôi. Dạ. Phường xuân hoa nở muôn màu, tỏa hương thơm ngát, giặt vào ngất ngây. Dữ vậy ta. Nghe là thấy đẹp rồi đó. À, nghe là thấy tươi mát rồi đó. Hoa nở muôn màu mà. Còn em thì rất là thích ví những cô gái xinh đẹp giống như là vẻ đẹp của mùa xuân vậy. Vâng ạ. Em như hoa nở trúng mùa. Hoa nở trúng mùa luôn. Trúng mùa, trúng mùa nó mới đẹp. Mùa xuân hoa nở em ùa vào anh. Wow. Trời, cũng được. Cũng được mà thầy. Nhưng mà thầy thấy cái văn nó hơi lung củng thôi. Dạ, nghe nó chưa có mức tay lắm nhưng mà chưa lắm nhưng mà qua được. Cái quy tắc được đúng thầy. Quy tắc được. Dạ. Rồi, qua tới bạn Khải. Dạ. Hoa mai, hoa cúc xa gần, tỏa hương thoang thoảng, hít vô cái tỉnh liền. Loại cái tỉnh liền đồ. Tự nhiên cái tỉnh liền. Thôi thầy cho em lại đi. Làm lại. Dạ. Hoa mai, hoa cúc, hoa đào, hoa nào cũng đẹp, hoa nào cũng xinh. Đúng. Mùa xuân rực rỡ quá. Rồi tới lượt bạn Bảo. Yêu em anh chẳng phân vân. Trời. Yêu em anh cưới lần lần liền tai. Loại không có nghĩa đâu. Vô nghĩa. Mùa gì? Lần lần liền tai là mùa gì? Em quên mùa rồi thầy. Trời. Cho một cơ hội cuối cùng. À, rồi. Rồi vô rồi. Mùa thu có lá vàng rơi, ta đây trong ngóng đi chơi cùng nàng. Chính xác. Giờ tới Khải đi. Mùa thu sắp đến rồi sao? Đó. Thả câu lục bát, mơ màng say mới. Loại. Bạn làm không có vô chữ á. Rồi, em lại lần nữa nào. Mùa thu sắp đến rồi sao? Ta đây ngây ngất, mê màng đắm say. Mê màng cái gì? Mê nàng đắm say. Không được luôn, phải là phải từ ao. Loại. Bảo đã hoàn thành xuất sắc. Dạ. 30 điểm cho Quốc Bảo. 30 điểm liền. Lẹ đi. Là 60 liền. Rồi, chúng ta khép lại vòng thi đấu thứ nhất ở đây. Và vòng thi đấu thứ hai, vừa vận động, vừa tư duy, vừa nhanh nhẹn. Để xem bạn nào sẽ chiến thắng và mang về nhiều điểm số trong vòng 2. Dạ. Vòng 2 mang tên gọi giải mã ngôn từ. Vòng này là phải nhìn thầy để giải mã ngôn từ. Tại Ủa? Sao? Chúng ta sẽ phải giải mã ngôn ngữ bằng cách là nhìn hình thể của Minh Xù. Qua mỗi từ khóa đó, Minh Xù sẽ diễn tả. Có thể là bằng hình thể, có thể là bằng lời nói, nhưng mà sẽ không trùng với cái từ khóa. Dạ. Và các bạn làm sao hiểu thật là nhanh. Nếu như ai biết từ đó rồi là chúng ta phải vượt qua thử thách là ném cái vòng vào trong cái cây quy định của chương trình. Dạ. Ở đó 3 vòng vào trong chiếc cây đó thì chúng ta sẽ có cơ hội trả lời trước. Nếu như bạn nào trả lời đúng một từ khóa sẽ có 20 điểm. Trả lời sai không bị trừ điểm. Chúng ta chỉ cần ném 3 chiếc vòng trở lại và mình xung phong, mình trả lời tiếp nha. Dạ rồi. Rồi và bây giờ mời các bạn vào vị trí. Luật chơi đã rõ. Dạ. Bây giờ sẽ là phần thi của hai bạn. Từ khóa đầu tiên sẽ là một từ khóa có 4 chữ. 4 chữ. Hồi nãy giờ chúng ta đã nói rất nhiều về mùa xuân. Đúng rồi. Nhưng Nói rất ít. Này cái này là gì? Hè. Cái này nè. Bự. Hè. Thì cái này. Đó. Thì 4 từ là gì? Rồi. Yeah. 1, 2, 3. Nếu biết thì ném. Trời ơi. Luôn. Một vòng. Đúng rồi. Ôi. Cố lên. Ý. Ủa. Ý. Ủa.
Bảo ơi, cố lên. Hãy diễn tả lại đúng không? Rồi, mời Bảo. Thưa thầy, đó chính là mùa xuân nho nhỏ. Sai. Thầy sai, em đúng. Một điểm đầu tiên cho Bảo. Mùa xuân nho nhỏ là một bài thơ của tác giả Thanh Hải được phổ nhạc thành một bài hát cùng tên mà chúng ta cũng biết đúng không? Yeah. Rồi, bây giờ đến với từ khóa tiếp theo nha. Từ này có 4 chữ. Khi mà hơi nước tích tụ gặp là... mưa. Đây, đúng. Mùa gì mà người ta hay nói có mưa? Cái này là cái gì? Mưa, nhưng mà trạng thái của mưa là bão à? Mưa ào ào. Mưa rào. Đúng. Mấy chữ thầy? Cái bốn chữ. Rồi, rồi. Một, hai. Ôi, và ba. Rồi, đó là mưa rào mùa hạ. Chính xác, chúc mừng. Hay quá. Rồi được rồi. Từ này dễ nè Khải ơi. Khải ơi, cố lên nào. Từ này có 2 chữ nha. Mùa hè mình hay chơi lắm. Trời ơi. Ý. Mình chưa biết nha. Rồi, không biết rồi. Mấy cái hai rồi? Hai từ. À, hai dòng rồi. Rồi. Thả diều. Thả diều. Yeah. Chốt không? Dạ chốt. Thả diều. Chốt. Và đó là một đáp án chính xác, chúc mừng. Em đang tưởng sai, tính nói tránh diều. Không, anh thả mà, anh đúng kéo rồi, đi rồi. Mà rồi. Dạ dạ. Kéo nè. Rồi. Từ khóa tiếp theo có 6 chữ. Rồi. Ngày tháng rồi tới gì? Năm à. Năm. Nhưng mà mình lấy cái giữa. Ngày xong tới gì? Tháng. Tháng. Rồi giữ cái từ đó. Này nha. Năm. À. Rồi, từ khóa tiếp theo. Năm tháng năm. Ngủ quên. Năm tháng năm. Cái này là hành động gì? Năm. Lấy cái năm thôi. Năm tháng năm nằm. Nằm ngủ. Đó. À. Đó đúng rồi. Gì? Một câu thành ngữ. Tháng năm nằm ngủ. Bậy. Gì vậy? Tháng năm. Đó, kìa vậy đó. Trời chưa tối mà sáng. Cái gì thế? Tháng năm chưa nằm đã sáng. Một điểm nữa cho Quốc Bảo. Ủa bạn quan luôn cái dòng ba nào vậy? Coi camera lại không? Khải ơi. Không, em lo tập trung nhớ. Khải ơi, không, đừng như vậy nữa nha. Rồi, tháng năm chưa nằm đã sáng. Dạ. Là một câu thành ngữ mà chúng ta thường nói về mùa hè, nó có cái ngày dài hơn đêm. Dạ. Dạ, chúc mừng Quốc Bảo có thêm một điểm nữa. Từ khóa cuối cùng ngày hôm nay sẽ có 3 chữ. Dạ. Mùa thu nó mới xuất hiện nha. Mùa thu, trời nó sẽ se lạnh nữa. Đó, xong nè. Kìa, thầy thổi quá kìa. Thầy thổi ra cái gì? Gió. Đó. Chọi đi, vừa chọi vừa suy nghĩ đi. Ba từ. Gió gì? Mùa gió thu thổi. Có. Lành. Đúng. Gió thổi. Con. Con gì đó? Con gì? Em biết rồi đó, Khải biết chưa? Ba chữ hả thầy? Có con gì chứ? Con heo. Con đúng rồi. Gió heo mây. Đúng rồi đó, đúng rồi. Gió heo mây là đáp chính xác của Khải. Chúc mừng. Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong thử thách ở vòng 2. Và tỷ số như sau: Quốc Bảo đã trả lời đúng được 3 từ khóa, cộng thêm 60 điểm nữa. Chúc mừng. Là 1.2. 1.2. Wow. Còn Minh Khải vất vả lắm. Thật sự vất vả. Rất vất vả. Rất mệt thầy ạ. Không đơn giản gì mà có được điểm, cho nên hãy trân quý những con số này. 2 từ khóa chính xác, cho nên mình cộng thêm 40 điểm. Chúc mừng. Vậy là chúng ta đã qua 2 vòng thi. Dạ. Tỷ số ra là 70-120, chênh lệch với nhau là 50 điểm lận. Nhưng vòng cuối cùng sẽ là vòng quyết định. Vòng này sẽ có cơ hội cho một trong hai lấy được 200 điểm nếu như trả lời chính xác câu hỏi gốc của chương trình. Hấp dẫn chưa? Chúng ta sẽ cùng nhau đến với vòng cuối cùng ngay bây giờ để biết được xem ai là người chiến thắng chung cuộc vòng 3 mang tên gọi Biết Người Biết Ta. Quý vị thân mến, chúng ta đã quay trở lại với vòng thi đấu cuối cùng Biết Người Biết Ta, và luật chơi vô cùng đơn giản như sau. Dạ. Lần này thì chúng ta sẽ trả lời những câu hỏi để tìm lấy 200 điểm cho chính mình nha, với từ khóa gốc của chương trình. Và đây chính là những ô chữ mà chúng ta cần phải giải mã. Các bạn lưu ý là cái ô màu vàng hàng dọc, đó chính là ô chữ mà chúng ta có 200 điểm nếu như trả lời chính xác. Cái ô hàng dọc ngày hôm nay với 14 ký tự. 14. Và tương đương với 14 ô hàng ngang. Dạ. 14 ô hàng ngang này, trong đó sẽ có một ô may mắn. Các bạn không cần phải trả lời câu hỏi mà các bạn nghiễm nhiên sẽ có được 10 điểm
kèm theo đó là một ký tự bí mật chỉ một mình biết. Yeah. Yeah. Và những ô hàng ngang còn lại, giải đúng được một hàng ngang chúng ta sẽ có 10 điểm. Giải sai thì không bị trừ điểm, chỉ nhường quyền cho bạn còn lại thôi. Và sau khi trải qua hơn 50% số lượng câu hàng ngang thì chúng ta mới được quyền nhấn chuông, giành lượt để giải mã ô hàng dọc nha. Và điều lưu ý nhỏ nữa là chúng ta chỉ có một cơ hội để trả lời hàng dọc mà thôi. Bây giờ mình sẵn sàng chưa? Dạ, sẵn sàng. Chơi nhá. Vô. 120 điểm là điểm của Quốc Bảo. Mời Quốc Bảo lựa chọn ô số trước. Dạ, số 1 luôn đi thầy. Số 1 ha. 74. Truyện Kiều của Nguyễn Du là một tác phẩm rất nổi tiếng, đúng không ạ? À? Dạ. Vậy đúng. Thì hãy điền vào ô trống câu thơ sau trích từ Truyện Kiều của Nguyễn Du. Ngày xuân con én đưa thoi, thiều quan 90 đã ngoài 60, cỏ non xanh tận chân trời, cành lê trắng điểm một vài bông hoa. 10 điểm. Yeah. Wow, xuất sắc vậy. Bảo đã có thêm 10 điểm, kèm theo đó là ô chữ B đã được mở ra. Lượt tiếp theo xin mời Minh Khải. Dạ. Số mấy em? Chắc em tới em kế anh Bảo với thầy. Số 2 hả? Dạ số 2. Một rồi, hai, số bước 2 đều. Cũng là một trích đoạn trong Truyện Kiều của Nguyễn Du. Hãy điền vào chỗ trống câu thơ sau. Làng thu thủy nét chấm chấm, hoa ghen thua thắm liễu hờn kém xanh. Làng thu thủy nét. Nét liên quan tới một mùa. Nét xuân sơn. Nét xuân sơn. Chính xác thầy. Dạ. Hoa ghen thua thắm liễu hờn kém xanh. À. Chúc mừng bạn. 10 điểm nữa, chúc mừng em. Dạ, mình cũng vui hơn bạn đó bạn Khải à. Rồi, xin mời Bảo, chúng ta sẽ lựa chọn ô số tiếp theo. Dạ, ui, ô số 3 có 3 chữ quá hay thầy. Số 3. Hãy điền vào ô trống trong câu thơ sau trích từ Vội Vàng của Xuân Diệu. Hỡi xuân hồng ta muốn chấm chấm vào ngươi. Hỡi xuân hồng ta muốn cắn vào ngươi. Chốt không ạ? À? Chốt đơn. Chốt đơn. Hỡi xuân hồng ta muốn cắn vào ngươi. Dạ. 10 điểm chúc mừng. Đây là tác phẩm Vội Vàng của Xuân Diệu. Câu thơ Hỡi xuân hồng ta muốn cắn vào ngươi nghe rất là mới lạ, với cái động từ cắn này khiến ta liên tưởng tới một mùa xuân thật là căng tràn sức sống là... và ta muốn khao khát có được cái mùa cưng, xuân cưng đó thầy, đúng không? Cắn cái kiểu dạ, dạ, bây giờ dạ. Các bạn trẻ cũng hay nói vậy. 10 điểm nữa. Dạ. Cả Bảo. Cảm ơn thầy. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp nối tới phần thi của Khải nào. Em chọn số 7. Đằng sau ô số 7 chúng ta sẽ có câu tục ngữ mà các bạn phải điền vào ô trống sau đây. Mùa hè cá chấm chấm, mùa đông cá ao. Mùa hè cá gì, mùa đông cá ao. Cá gì? Cái gì mà nó gần với cái ao thì người ta thường hay miêu tả. Cái cá gì mà con ở dưới quê nè cũng biết. Đúng. Nè. Mùa hè cá sông. Mùa hè cá sông, mùa đông cá ao. Chốt không? Dạ chốt. Chốt. Với việc trả lời đáp án là cá sông là một đáp án chính xác. Dạ. Chúc mừng Khải. 10 điểm, mở điểm, mở điểm. Chúng ta mở được ô N. Xin mời Bảo. Số mấy nữa? Chúng ta số 11 đi thầy ơi. Số 11 nha. Số 11 là một ô số may mắn. Wow. Hey, hôm nay mình nói mình may mắn. Bảo có 10 điểm. Kèm theo đó ở trong đây sẽ có một gợi ý. Wow. Về ô chữ hàng dọc. Trời ơi, cảm ơn thầy. Ủa, ví dụ bạn không đoán được thì bạn cũng có 10 điểm mà đúng không? Và trong đó sẽ có thêm một ký tự nữa, nó sẽ nằm ở đây. Nó sẽ nằm ở ô số 11 luôn. Nó sẽ nằm ở đây, ký tự nằm ở đây thôi. Rồi, một mình Bảo biết, nó nằm ở ô số 11 may mắn đó. Dạ. Và kèm theo đó là một gợi ý. Bảo ơi, mình xin vía. Rồi, chúng ta ký giữ đó nha. Dạ. À, tiếp nối, xin mời Khải nè. Số mấy Khải? Bảo ô số 11. Thì em chắc ô số 10. Ô số 10 nha. Dạ ô số 10. Đằng sau số 10 sẽ là nội dung như sau. Hãy điền vào chỗ trống trong câu thơ. Mùa chấm chấm của em là xanh cốm mới, mùi hương như gợi từ màu lá sen. Mùa này có 3 chữ đúng không thầy? Đúng. Xuân hạ. Dạ mùa thu. Dạ và đó là một đáp án chính xác. Chúc mừng. Dạ điểm. Dạ rồi. 100 điểm. Đó là điểm số của Minh Khải. Và chúng ta mở được một ô nữa là chữ U. Và bây giờ sẽ là lượt chơi của Bảo. Hãy tận dụng cơ hội của mình. Dạ, mình chơi ô số 6. Số 6 dài nha. Thiệt dài. Điền vào ô trống trong câu ca dao sau. Đêm hè gió mát chấm chấm, em ngồi canh cưỡi còn anh vá chài. Dễ. Gió mát thì người ta đi với cái gì? Trăng thanh chứ còn gì nữa thầy. Thường người ta hay nói gió mát và trăng thanh. Wow. Đó là một đáp án chính xác. Chúc mừng. Hôm nay mình may mắn bạn. Mình chọn ô nào cũng may mắn bạn. 10 điểm nữa cho Bảo. Cảm ơn thầy. Và ô
số 6 đã có chữ A xuất hiện. Xin mời Khải, mình chơi tiếp ạ. Thôi bây giờ mình lỡ đi theo bạn thì đi theo luôn cái kế đi ha. Hồi nãy bạn chọn ô số 6 đúng không? Đúng rồi. Mình chọn ô số 5 ạ. Đằng sau ô số 5 chúng ta sẽ có câu tục ngữ. Có một ô trống, mời em sẽ điền vào ô trống này. Tháng 8 ăn ốc trông chấm chấm. Trông gì? Trông trăng à. Giỏi vậy ta. Dữ vậy ta. 10 điểm nữa, cảm ơn Khải. Chúc mừng. Dạ, cảm ơn thầy, cảm ơn bạn. Rồi. Quý vị thân mến, câu tục ngữ tháng 8 ăn ốc trông trăng nói về cảnh vật và sản vật của tháng 8. Ốc tháng 8 thường rất là béo, ăn rất là ngon. Và trăng của tháng 8 thì trăng rằm đó thì sẽ rất là tròn và rất là đẹp nha. Rồi, 10 điểm dành cho em. Và bây giờ tiếp nối, Bảo chơi tiếp em. Dạ, em rất tò mò ô số 14. 14. Đằng sau ô số 14 sẽ là nội dung như sau. Đọc và điền từ còn thiếu vào trong câu ca dao sau. Tháng chạp là tháng chấm chấm khoai, tháng giêng trồng đậu, tháng hai trồng cà. Tháng chạp là tháng trồng khoai, tháng giêng trồng đậu, tháng hai trồng cà. Kết quả của mình là trồng khoai. Trồng khoai là một đáp án chính xác. Thực ra là người dân Việt Nam của chúng ta hồi xưa là trồng trọt là nhiều, chủ yếu là làm nghề nông. Thường người ta hay ví von những cái câu thơ là tháng chạp là tháng trồng khoai, tháng giêng trồng đậu, tháng hai trồng cà. Cho nên là 10 điểm nữa dành cho Bảo. Và chúng ta đã mở được cái sự tò mò của Bảo là chữ H. Rồi, số mấy ạ? Dạ, số 4. Số 4. Điền vào ô trống trong câu ca dao sau. Tháng giêng là tiết mưa xuân, đẹp người chấm chấm thanh tân má hồng. Đẹp người đẹp nết hả ta? Rồi, con biết rồi. Tháng giêng là tiết mưa xuân, đẹp người thục nữ, thanh tân má hồng. Quý vị thân mến, đáp án thục nữ là một đáp án chính xác. Chúc mừng. 10 điểm nữa cho Khải. Rồi, tới lượt của Quốc Bảo. Bảo lựa chọn số mấy ạ? Số 9 ạ. Số 9. Đằng sau ô số 9 sẽ có nội dung như sau. Hãy điền vào ô trống câu thơ sau. Thu ăn chấm chấm, đông ăn giá, xuân tắm hồ sen, hạ tắm ao. Ta sẽ có 3 đáp án. A. Măng trúc, B. Cam quýt và C. Canh cá. Thu đông măng trúc thầy. Dạ. Thu đông măng trúc, đông ăn giá, xuân tắm hồ sen, hạ tắm ao. Và đó là một đáp án chính xác, không thể sai được. Chúc mừng 10 điểm nữa cho Quốc Bảo. Bài thơ này nằm trong Cảnh nhàn của Nguyễn Bính Khiêm. 10 điểm, Bảo lật chưa? Dạ, cảm ơn thầy. Rồi. Ở trên đó nó đã hiện ra cái từ gì rồi? Đó. Một lần thôi đúng không thầy? Một lần duy nhất thôi à, Quốc Bảo. Thật ra cái tên của tác phẩm này hơi lạ so với em. Nhưng mà với suy luận từ nãy đến giờ em rất là thắc mắc bức tranh nhưng mà không biết bức tranh gì. Đó. Nhưng trong tay em đó có một gợi ý. Ừ. Một chữ, đó chính là từ Việt Bắc. Việt Bắc. Ờ, cho bạn coi luôn. Và thêm gợi ý này mới là đắc lực nè. À, đây là cái chữ cái đang nằm ẩn trong cái ô số 11. Đây. Chỉ của mình tôi biết thôi bạn ơi. Đó là chữ gì? Và đó là chữ B. Chữ B bò. B bò. Ừ. Bức tranh tứ bình. Bức tranh tứ bình. Dạ. Là đáp án của Quốc Bảo. Và đây là cơ hội duy nhất. Nếu đúng thì có 200 điểm. Và chúng ta chiến thắng luôn. Mình chuẩn bị mình nhận giải. Trong giây phút long trọng. Không, bạn đang quen rồi. Bạn biết ai sẽ là quán quân? Mình án quân cho. Và quán quân đã thuộc về Quốc Bảo, chúc mừng. Bức tranh tứ bình là một đáp án hoàn toàn chính xác. Và Bảo đã ghi về thêm cho mình được 200 điểm nữa. Bởi vì một cái lợi thế là Bảo đã có cái gợi ý. Đó chính là tác phẩm Việt Bắc. Mà Minh Xù tin chắc rằng là ai đã đọc qua tác phẩm này cũng sẽ biết được rằng là nó cũng sẽ khắc họa về bức tranh rất là đẹp về bốn mùa trong bài thơ. Chúng ta có một đoạn thơ của tác giả Tố Hữu như sau. Ta về mình có nhớ ta về ta nhớ những hoa cùng người. Rừng xanh hoa chuối đỏ tươi, đèo cao nắng ánh dao gài thắt lưng. Ngày xuân mơ nở trắng rừng, nhớ người đang nón chuốt từng sợi giang. Ve kêu rừng phách đổ vàng, nhớ cô em gái hái măng một mình. Rừng thu trăng rọi hòa bình, nhớ ai tiếng hát ân tình thủy chung. Rất là hay. Và thông qua trích đoạn của bài thơ từ câu 43 cho tới câu 52 trong bài thơ Việt Bắc thì tác giả Tố Hữu đã khắc họa thành công một hình ảnh thiên nhiên và con người Việt Bắc qua bốn mùa trong năm, từ đó cho ra tác phẩm Bức tranh tứ bình. Rất là đẹp. Rất là nhiều những mỹ từ
nằm trong những cái tác phẩm văn học thật là hay mà chúng ta đã từng được đọc qua và ngày hôm nay được nhắc nhớ lại một lần nữa. Xin mời Bảo chúng ta lật điểm đi ạ. Chúc mừng Bảo đã có thêm 200 điểm nữa. Có nghĩa là 308 đúng rồi. Wow, quá trời. Và cũng đã trở thành chủ nhân của giải thưởng cao nhất ngày hôm nay với 4 triệu đồng. Chúc mừng Quốc Bảo. Và Minh Khải sẽ ra về với giải nhì ngày hôm nay với 2 triệu đồng. Dạ. Xin mời hai bạn ra nhận thưởng. Dạ. Dạ. Bạn. Ôi, mình được quán quân rồi. Chưa bao giờ em tham gia một chương trình mà có cái vòng đối đầu mà phải thể hiện được cái sự nhân văn bên trong em. Chưa bao giờ em mắc nhường như vậy. Em cũng đã làm việc với Khải rồi thì em thấy đây là một người chàng trai phải nói là rất là ngây thơ, dễ thương, ngây ngô. Ảnh có những cái mà rất là trong sáng luôn. Dưới cái ngây thơ đó là 2 triệu nha. Dạ. Chúc mừng. Chúc mừng. Còn Quốc Bảo hôm nay đã chiến thắng ra về với 4 triệu đồng. Cho anh một cảm nhận đi. Hôm nay mình hóa thân thành cái thời đi học của mình nè. Một cậu học sinh rất là nghịch ngợm một tí xíu, nhưng bên cạnh đó là được học thêm nhiều kiến thức mới. Hôm nay Khải thấy làm sao? Dạ, thật sự hôm nay em rất là vui luôn á anh Minh Xù. Tại vì em cũng lâu lắm rồi mới được hóa thân học sinh mà trên một cái trò chơi, những cái trò chơi mà gì văn thơ hồi xưa của những cô chú bậc tiền bối. Thì chắc sau đêm nay em sẽ về học lại. Tại vì cũng lâu lắm rồi em cũng chưa có cập nhật lại những cái văn thơ hồi xưa. Đồng ý. Còn Quốc Bảo thì sao? Dạ, ngày hôm nay phải nói là cảm ơn thầy Minh rất là nhiều. Cảm ơn bạn Khải đã cho mình, đúng là em được tái hiện lại những cái ngày trước mình đi học á. Cho nên hồi nãy lúc mà vào chơi với mọi người thì em muốn là mọi người thấy được là lúc hồi nhỏ em đi học, em cũng hoạt bát, cũng rất là hài hước, cũng thích chọc kẹo bạn bè như vậy đó. Và một lần nữa xin được cảm ơn Minh Khải, cảm ơn Quốc Bảo đã đến với chương trình và mang lại nhiều cái niềm vui tiếng cười cho mọi người, cũng như là chúng ta được trao đổi về mặt kiến thức đến từ chương trình Gia Vận Đáng Ý nhé. Quý vị thân mến, và ngày hôm nay chúng ta đã khép lại chương trình với chủ đề bốn mùa ở đây, và tuần sau sẽ mở ra một chủ đề hoàn toàn mới. Chủ đề là gì? Hãy mở TV vào lúc 19:15 ngày thứ hai hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 quý vị nhé. Còn bây giờ Minh Dù xin phép được chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào tuần sau.